Tô Uyên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tiếp chuyện với một vị khách quý. Một năm thì Tô Uyên chỉ được phỏng vấn có một lần mà thôi. Wow và vào năm qua thì Tô Uyên đã được uh, gọi là trở lại vùng đất mà Tô tôi lớn lên ở đây, đó là vùng đất của Bắc California. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được một lần nữa tiếp chuyện với anh Hoàng Tuấn. Và quý vị chắc chắn không xa lạ với anh Hoàng Tuấn mà anh phụ trách chương trình đọc báo vẹn cùng chung với chú Nguyên Khôi. Một năm đã trôi qua rất là nhanh và một lần nữa thì em cảm ơn anh Hoàng Tuấn rất là nhiều cho em cơ hội trong chương trình ngày hôm nay được ngồi xuống và phỏng vấn anh. Anh khỏe không? <laughs> Thưa quý vị, cái câu mà cô Tố Uyên hỏi anh khỏe không là cái câu đó là câu riêng của cô ấy không ai được quyền dùng cả. Rồi cô ấy dùng câu hết là những ngày xưa khi còn làm việc ở đại quê hương cô đã dùng câu đó rồi và chúng tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại là cái câu mà cô có Quý vị có khỏe không đó là của cô Thu Yên, không ai được dùng. <laughs> Xin cảm ơn Thu Yên. Xin gửi lời chào tất cả quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay. Em thấy thời gian đi quá nhanh mới đây là đã là một năm. Năm ngoái là anh em mình đã chia sẻ của năm 2011 cũng như là cho năm 2012. Mà em thấy trong một năm qua anh Hoàng Tuấn nhìn cũng như vậy. Không già hơn mà không trẻ hơn. Tóc thì lại ít bạc. Bí quyết là như thế nào thưa anh? thưa quý vị cô Tú Uyên thì quý vị cũng biết là trong cái mùa lễ lễ lạc đó thì người ta hay an ủi nhau thì cô Tú Uyên cũng không ngoài cái, cái lễ đó cô cũng an ủi Hoàng Tuấn là cũng cũng vậy thôi Nhưng qua một năm nó phải thay đổi chứ nhưng mà đương nhiên cái, cái khi mà mình tuổi mình càng lớn đó, thì nó phải có tóc bạc Hoàng Tuấn mới thường nói đùa như thế này thay vì đi nhuộm tóc đó, thì chúng tôi không nhuộm đâu chúng tôi chảy keo cho nó cho tóc nó cứng đó, rồi dùng cái highlight đó <laughs> mua cái highlight màu đen á <laughs> quẹt 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 vô thì tóc là cái là cái trick để mà giữ <laughs> cho nó đen phải <laughs> phải nhộm thà thôi mà nó xếp nhiều tiền nữa thì ai? đúng rồi quý vị đi nhộm phải tốn tiền mua cái cây bút màu đen cái quẹt 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 vô nó khỏi bạc <laughs> anh à em thấy rằng là một năm đi trôi qua quá nhanh thì anh có thể cho quý vị khán thính giả biết là trong năm qua thì có những cái mẫu chuyện nào mà anh thực hiện chung với chú nguyên khôi cho chương trình đọc báo vẹn nó, nó vẫn giữ với anh cho đến ngày hôm nay hay không anh có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả biết à, thưa quý vị về cái tiết mục đọc báo vẹn đó thì một tuần có một lần thôi và một lần như vậy thì hoàng tuấn có cái, cái có cái bốn phần đó là phải tìm một cái mẫu chuyện nho nhỏ, nhỏ à, vui vui nhưng mà cái mẫu chuyện đó đó nó thuộc cái dạng là tiểu lâm chính trị để có thể có một cái lời nhắn gửi đến à, đến người xem thì thưa quý vị cũng khá là vất vả bởi vì tôi biết là mình phải vô trên internet tìm đó nhưng mà cái chuyện tiếu lâm mà nó nhiều đề tài thì thì uh, nó có nhiều lắm dạ. còn cái tiếu lâm mà tiểu lâm chính trị đó thì nó bị hơi hơi hạn chế ừ. cho nên là bây giờ cũng có người gửi nhưng có một số chuyện thì không dùng được, có một số chuyện thì đã dùng rồi. Cho nên Hoàng Tuấn nhiều khi phải ngồi. Thưa thưa quý vị là nhiều khi đọc báo đó, đọc báo trong nước đó, thì có những cái mẫu chuyện tự dưng mình phải mình phải nghĩ ra ừ. những cái mẫu chuyện vui mà nó phù hợp với cái nội dung thì thì mình mới sử dụng trong cái chương trình được. Thì như tôi yên hỏi là những cái chuyện nào mà đáng nhớ đó thì có một câu chuyện mà quý vị gửi là câu chuyện mà Hoàng Tuấn gặp rất nhiều người đi đi làm MC đám cưới thì gặp bà con ở các tiểu bang xa về đó cũng nhắc là cái chuyện mà cái con đường. Thì câu chuyện là có một cái ông cán bộ của Việt Nam đi sang bên Trung Quốc á. Thì mình nói, ôi tại sao mà đồng chí có cái nhà to như thế này, đẹp quá, sang quá. Thì cái ông Trung Quốc á, ông mới kêu lại, kêu lại cái cửa sổ đó ông chỉ, lại, thấy không, thấy cái con liền đó không? cái con liền từ bên này nó qua tới bên kia lý thấy không Đây. thấy chứ 50 phần cái con liền đó là nó vô cái nhà này à cho nên cái nhà nó đẹp là đúng rồi thì ông ông này ngược đầu tháng phục thì khi mà cái ông cán bộ Trung Quốc ông mới về ông mới sang Việt Nam ấy, thì ông lại đến cái nhà của ông cán bộ kia ông thăm ông cũng thấy cái nhà ông cán bộ Việt Nam cũng cũng rất là lớn. y chà cái nhà của lý cũng đẹp chứ hết, cũng bự quá chứ cái ông này cũng dẫn từ cơ sở ông đấy thấy không bên này qua bên kia đó có thấy cái con đường không Lâu thấy cái con lường nào đâu nguyên cái con đường đó vô cái nhà này nè tức là bên trung quốc nó cũng hối lộ tham dũng nó lấy cái 50 phần trăm thôi việt nam lấy nguyên con đường bỏ vào cái nhà cho nên cái nhà nó bự thì câu chuyện đó đó thì hoàng tuấn đi ra đi đám cưới đó, thì gặp rất nhiều người người ta thường nhắc tới câu chuyện đó đây là câu chuyện mà bà con đã gửi cho hoàng tuấn qua internet còn có những mẫu chuyện khác thì thì khi hoàng tuấn phải đọc báo trong nước rồi nhiều khi phải suy nghĩ mà chọn cái câu chuyện cho nó phù hợp thôi nhưng mà em thấy cái điều đó cũng hơi khó là bởi vì đó là một công việc mà cần nhiều cái sự suy nghĩ đúng không thưa anh tại vì anh phải đọc nhiều báo anh phải nghiên cứu nhiều nhiều khán giả trong nước họ rất là mê chương trình đọc báo vẹn và họ gửi cho anh và chú Nguyên Khôi nhiều mẫu chuyện Cũng như là những quý vị ở, ở hải ngoại Thì đọc nhiều báo, đọc nhiều thơ Hopefully không có nhiều thơ tình anh hả? Không và... <laughs> có, không có Đọc bơ vẹm thì không có thơ tình và, và và phải nghiên cứu, phải suy nghĩ Và cái trong cái tiến trình mà anh thực hiện và anh suy nghĩ Thì riêng anh cái phần nào nó là khó nhất? Phần suy nghĩ hay là phần đọc? Ở cái phần suy nghĩ chứ Bởi vì tức là mình phải tìm cái mẫu chuyện làm sao mà Nó đừng có dài quá và cái, cái, cái những cái chi tiết trong câu chuyện đó mà nó phải tạo cái yếu tố bất ngờ hay là có những cái điều lý thú bởi vì cái chuyện tiểu lâm chính trị không phải là chúng ta nghe để cười cho nó vui để mà giải trí nhưng mà khi đọc xong đó cười xong đó thì nó có một cái lời nhắn gửi trong đó để mà chúng ta nhắc nhở với nhau để chúng ta có một những cái suy nghĩ tức là sau câu chuyện đó đó phải làm cho cười nhưng mà có nhiều khi cười mà cười đau cười buồn để suy nghĩ về những cái, cái điều bất hạnh của người dân ở trong nước hay là những cái 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 nỗi thống khổ của những người dân ở trong nước bị chèn ép bị bóc lột và cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam là bây giờ trước cái hiểm họa mà có thể đất nước một ngày gần đây sẽ không còn là Việt Nam nữa thì chúng ta cười nhưng mà cái đó không phải cười để giải trí mà cười để mà nhắc nhở với nhau thôi thì cái khó là chỗ đó chứ còn cười mà cho nó vui để giải trí thì đó đó là một vấn đề khác khi khi mà anh vừa mới chia sẻ cái điều đó thì làm cho tôi mới nhớ đến là mới đây có một số bạn trẻ họ lớn lên tại Hoa Kỳ hải ngoại ừ. và họ có cơ hội họ về Việt Nam thì họ có chia sẻ riêng với tôi là họ thấy họ rất là buồn khi mà họ về Việt Nam họ thấy là mặc dù cái bề ngoài nó rất là develop Tức phát là triển đẹp đẽ sang, đẹp đẽ sang uh, đẹp đẽ phát triển nhưng mà họ thấy họ thấy buồn cho đất nước Việt Nam là bởi vì họ cảm thấy rằng là chính quyền và, và 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 đất nước và những người trong cái cái chính quyền của 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 người của nước Việt Nam đó ừ. họ lợi dụng những cái natural resource yeah. để mà họ họ không có thay vì mình preserve, mình bảo tồn, giữ gìn mình à. giữ gìn, mình bảo tồn để cho cái đó nó tượng trưng và nó nó nó, nó là cái cái biểu tượng cho đất nước cái của mình. Tài sản, của đất tài đất sản nước. để cho mình mình có một cái gì đó mình khu, mình khoe đúng không anh? Nhưng mà những người trẻ này họ nói rằng họ rất là buồn là bị bởi vì họ thấy là không thay vì giữ gìn hay là bảo tồn thì lại ta phá, phá hết ta phá. phá hết và để... họ sợ là 10 năm nữa thì Việt Nam mình sẽ không còn những cái hay những cái tốt đẹp để mà bảo tồn và giữ gìn và em thấy hay, em thấy những cái nhìn của những người trẻ Lớn lên tại hải ngoại về Việt Nam họ để ý như vậy và họ rất là lo cho đất nước Việt Nam thì anh anh nghĩ như thế nào đó là cái chuyện thật chuyện rất thật ở Việt Nam bây giờ người ta nói là không có con gì người ta không ăn hết <laughs> bây giờ có cái phong trào là ăn nhậu đó nhà nhà nhậu người người nhậu thì cái con gì là cái con gì nhút nhích là người ta ăn thì có có những người nói đùa là ở Việt Nam bây giờ con gì cũng nhậu đó chỉ có con ốc là người ta không ăn thôi tại sao vậy? Ủa, con ốc tại sao không ăn con ốc là có con bù lon á <laughs> Việt Nam mình cái con mà cái con ốc mà để vặn á thì người à. ta gọi là có con ốc <laughs> em tôi nghĩ tới ốc kia chứ con, con ốc chứ mày con ốc à, ốc mà ốc thì mình cũng ngạc như của con ốc tại sao không nhậu nó con ốc là cái con mà cái con, con bù lon để vặn tại vì nó bằng sắt mà <laughs> đâu có cắn được không cắn được trên Việt Nam á. À, bây giờ theo cái cái người ta cái xu hướng là hưởng thụ, cho nên khi mình đọc báo mình rất là buồn và khi mà đọc những cái chuyện đó đó à, trong tiết mục đọc báo vẹm chúng tôi khai thác những cái cái bài báo trong nước nhưng mà mình phải nghĩ làm sao có những cái mỗi chuyện mà nó phù hợp với cái hoàn cảnh cái điều kiện của đất nước để cho người dân ở trong nước đó người ta thấy được những người ở hải ngoại có cái sự đồng cảm với người trong nước và để người ở hải ngoại đó thấy được rằng là chúng ta nhắc nhở nhau là đất nước Việt Nam chúng ta đang ở trong một cái tình trạng rất ư là thê thảm. Cho nên cái chuyện cười trong đọc bảo vệ nó rất là khó cho đó. Yeah. Không phải cười để vui, để giải trí, nhưng mà cười để mà nhắc nhở nhau. Và chính Hoàng Tuấn khi mà uh, cố gắng tìm những mẫu chuyện như vậy, cười là cười như vậy, nhưng mà khi về nghĩ lại đó mình thấy nó nó đau xót lắm. Tại vì mình là người Việt Nam mà mình thấy đất nước mình về mình buồn lắm. Anh nghĩ là đất nước Việt Nam mình có tới có một cái ngày nào đó sẽ không còn chính quyền cộng sản nữa hay không? Mình phải hy vọng chứ. Ừ. Bởi vì uh, như tôi Uyên thấy, Nga bao nhiêu năm thì Nga là cái nôi, cái nôi của chế độ cộng sản phải không? Rồi cũng 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 bị sụp đổ, thì như bên Đông Âu. Có ai ngờ là tới một ngày nào đó bức tường Berlin sụp đổ, có ai ngờ một ngày nào đó là là như là tiệp khắc Ba Lan rồi uh, Bulgaria, không phải Hòa Lan, Ba Lan chứ. Ba, La ba, La ba La La Lan. Right. Ba Lan rồi rồi là rồi Hungary, Bulgaria, tất cả ừ. những cái nước cộng sản nó, 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 nó tiêu tùng đâu, ừ. thì chúng ta phải hy vọng bởi vì đất trên thế giới này chỉ còn có Bắc Hàn, Việt Nam, Trung Quốc, Trung Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta thường gọi là Trung cộng đó và Cuba thôi ừ. và cũng toàn là cộng sản giả hiệu thì ừ. chúng ta hy vọng một ngày nào đó thì cái chế độ cộng sản sẽ không còn trên thế giới này nữa. Ừ. Và đó là cái 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 điều mà em nghĩ rằng là cái chương trình như chương trình đọc báo vẹn của anh với chú Nguyên Khôi rất là quan trọng. Mặc dù là đọc báo vẹn nhưng mà như anh có chia sẻ là những cái message những cái thông điệp mà mà anh với chú Khôi chia sẻ trong chương trình đó nó rất là quan trọng và đặc biệt là cho những khán giả trẻ mà xem đó thì sẽ hiểu nhiều hơn. Và và thưa quý vị à, phần 2 thì chúng tôi sẽ xin được à, tiếp tục với anh Hoàng Tuấn là một số công việc mà anh đang đóng góp cho vùng địa phương mà anh sinh sống mấy chục năm qua. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép được trả lời thư. Thưa hai chú, hôm nay cháu có đọc được một bài báo của bọn tư bản phương Tây. Bọn nó so sánh rằng lượng tiền mặt của Apple hiện nay là 137,1 tỷ. Nhiều hơn tổng GDP của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. <laughs> cháu thấy sự so sánh này vẫn còn phiến diện Vì dù gì thì mặt hàng của Apple vẫn chưa đa dạng Chỉ có bán táo thôi Còn Việt Nam ta đã có hàng trăm ngàn vừa trái cây lại còn xuất khẩu sang Âu Mỹ nữa. Cuối thư cháu xin cảm ơn đảng và nhà nước khi mà đe, đã đem một quốc gia với dân số đứng thứ 13 trên thế giới, nhưng GDP thì được xếp hạng thứ 129. thì <laughs> 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 có một người nói như thế này, tôi xem đọc báo về, thấy anh đọc trên Youtube ở phút thứ 3 phút 13 giây. chính xác. ha Anh phát biểu sai bét, Việt Nam đâu có khủng bố đâu. Anh bảo, ai bảo anh là không có khủng bố có hơn 4 triệu khủng bố đấy, thì theo chúng tôi nghĩ là con số chắc là hơn hơn 3 triệu chứ hả? Lúc trước là 3 triệu, có lẽ hơn 3 triệu không biết là đã tới 4 triệu chưa? Tức là quý vị biết là cái số 4 triệu đó đâu ra rồi ha. Bên các nước tiên tiến nghe nói tới cộng sản là họ bảo là khủng bố, vậy hơn 4 triệu đó là gì? Thế mà anh bảo là không có khủng bố, anh nói sẽ bét. Rồi xin xin, xin thành lỗi, chân thành cáo lỗi nếu có sai. cặp phai Camry one and only hãy tìm trên mạng chữ Camry 1